tại điện. Trời ơi, lợi hại. Lập thiên ma dưới đây. Mặc gì lên chợ nó chảnh đông quá, mấy ông lớn nó chảnh không. Thờ, chỗ bánh không lợi mấy ông nữa. Thái ác chân nhân nè, thái thượng lão quân nè, hồng quân lão tổ nè. Nhiều lắm. Các vị thánh, các vị tiên trên nó nhiều có, lắm. Có hồng tổ lô ban chảnh à. Mà hồng tổ hồi ngàn xưa đó. Đi. Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi, tiếp tục trở lại. Hôm nay Lâm không có đi tìm dòng, giúp dòng. Hiện tại giờ Lâm ở trên biệt thự đỉnh núi. Thì mục đích Lâm hôm nay Lâm sẽ thả ông thiên ma chúa ba cõi ra nha. Thì Lâm đã nhốt ông này khoảng tầm 6 tháng trong cái bình hồ lô rồi. Hôm nay Lâm sẽ thả ra và sẽ coi ông đã biết ăn năn hối lỗi, biết những gì mình làm sai trước đây chưa. Nếu không biết lỗi thì mình sẽ giúp ông về một ngôi chùa tu lành tu hiền, sớm đầu thai chuyển kiếp thành một người mới, không làm một thiên ma ba cõi nha. Bây giờ thì video thế nào mời bắt theo dõi nha. Lâm sẽ thả thiên ma ra. Chào. Chào. Ồ, thiên ma này ốm bớt rồi, đẹp trai quá ha. Nhốt được lâu chưa? Nhớ được nhiêu ngày đúng không? Ba cõi. Thiên ma ba cõi. Rồi, xin chào cháu pháp sư nha. Ồ. Khuôn mặt này trở lại bình thường luôn hả? Vậy là nghe kinh kệ, nghe tu Phật nhiều lắm rồi biến mặt kìa phải không? Tôi tự quá giải tôi rồi. Vậy hả? Vậy là ăn nè hối cải lắm rồi. Vậy hả? Vậy là biết tu rồi ha. Ừ. Ơi, xin mời ngồi xuống đi. Ừ, cảm ơn ha. À, nãy giờ đợi có nhiều á. Ừ. Ngồi xuống nói chuyện chơi. Làm sao bây giờ nghe kinh kệ gì hết rồi thì có muốn chịu học Phật không? Tôi giúp ông trở thành một con người mới ông ơi. Để mà ông có một trí tuệ, ông tu để ông thành làm con người có lợi cho cái xã hội, có ích lợi cho cái cõi trần này, có ích lợi cho người cõi âm và cõi dương đó. Giờ ông đồng ý thì tôi sẽ giúp ông, mà trước khi giúp tôi muốn biết ông một con người tài giỏi vậy ha, rồi sao mà không làm con người tu tập cho tốt chính đạo đi mà chọn đường ma đạo vậy? Tôi không biết gì cuộc đời của con, kể tôi nghe coi. Nhưng mà tôi ở trong cái bình lô đó 6 tháng nay rồi. Tôi cũng chuyển qua được, tôi tự quá giải cái mặt thiên ma của tôi rồi. Tôi học được một cái phép chánh đạo ha, chánh đạo ở trong cái bình hồ lô của ông á pháp sư. Bây giờ cải thì đương nhiên tôi phải cải cho ông nghe rồi, lịch sử của tôi rồi tới đúng rồi ba kiếp rồi. Nhưng mà hay sao? Để coi tôi thử coi. Thử tài của ông coi. Lúc con nhốt tôi tới giờ ông tu luyện lên có lên tới cỡ nào rồi. Thì giỏi hơn lúc trước nữa không? Thử một chiêu thôi. Tôi học được một cái chiêu tâm bất động của trong ở bên chánh đạo của ông á. Biết cái chiêu đó rồi. Tôi chỉ cần chắp tay bất động ông. Tôi thử coi giờ mạnh tới đâu vậy thôi, rồi sao tôi kể cho nghe. Và là sao là ông chắp tay bất động rồi ông ngồi yên nghe tôi đánh ông thử có thấm luôn hả? Đúng, cũng được. Nhưng mà dạo này thì tôi bệnh đau suốt à, do ăn uống nó thất thường cho nên là bị trạo ngược dây dày, gọi là bị cái bao tử đó, không ăn không uống được. Ông thấy tôi ổng nhờ ổng nhách không? Thì thần lực nó vẫn còn nhưng mà yếu hơn ngày xưa một chút.
Nhưng mà tôi nói ông Thiên Ma gì nè, ông đã giác ngộ, lãnh ngộ được đạo Phật, dạy chúng ta là từ bi bác ái, để không tham, không si, không hơn thua với nhau. Thì ông hiểu gì cái này rồi, ông thì lo tu đi, chứ ông rủ tôi đánh nhau để làm gì nữa, mất công. Đúng không? Có đâu có lợi gì đâu. Phật dạy. Tôi hỏi ông học sư. Hỏi ông bệnh sao mà ông đau sao bệnh gì? Rồi sao ông buông bỏ thì bệnh đau chi hoài? Bệnh đau thì nó lực nhân quả mà. Do mình ăn uống, thứ nhất là tôi đi giúp đỡ, tôi là pháp sư. Tôi đi giúp đỡ rất là nhiều vong linh. Thì giúp đêm có, giúp ngày có, đúng không? Tìm kiếm những vong linh giáo hóa và độ hóa họ. Giống như ông vậy đó, thậm chí những cái dòng người ông thì rất là giỏi rồi, còn cái dòng kia thì họ cũng có cái thật chút đỉnh vậy đó, họ lì, họ bướng, họ cãi, rồi tôi phải đánh lộn với họ, rồi dí chạy chọt nữa kia, rồi nó mệt, rồi tôi đi khuya, thức thêm nước khuya. Tôi là người phàm mà, người trần gian, người trần mà, tay thịt nữa kia nó rất bình thường mà. Thì cái chuyện mà đi giúp đó, rồi khi nhịn đói, ăn uống không đúng giờ đúng giấc, cho nên là bao tử nó phát sinh ra vậy. Cho nên là mấy tháng nay, khoảng gần 2 tháng nay, tôi ăn uống nó ít lắm, rồi thời gian tu thiền cũng có, nhưng mà nhờ cái là mình có được cái thần lực á, nó là tu thì nó đỡ vậy thôi. Chứ thật ra thì cũng điều trị thuốc men, uống thuốc đông y, uống thuốc nam nào đó, mình hốt thuốc mình uống á, cho nó bớt. Vì vậy là ông pháp sư ông bị tâm bệnh rồi. Đúng rồi. Ông lo lắng cho những cái quỷ ma, ông lo giúp đỡ những cái linh hồn biết chơi không bị tâm bệnh. Đúng rồi. Cho nên là nó mới ăn uống không có, cứ lo giúp vong không à. Rồi ăn uống nó làm gì làm cứ giúp vong cho xong, nói chung là làm xong việc rồi mới ăn đó. Đúng rồi. Thì thất thường, cho nên là bao tử mình có lúc vô rừng vô tìm vong quỷ gì nè, rồi gặp mấy trái cây rừng đó ăn đại. Những người chúng ta là phải ăn cơm, ăn này kia, người trần phải ăn cơm, ăn gì đó, chứ ăn trái cây không có sốt ruột, rồi ăn ngày này qua tháng nọ vậy, rồi nó sanh ra cái bao tử mình không điều độ hàng ngày đó. Đại khái là ăn những cái chất chua, chất chát, đồ cây đồ nhiều thì sẽ bị. Vậy là ông lo giúp cái người khỏi âm chúng tôi, nên quên tới cái thân thể, không có lo ăn uống cho nó điều độ. Đúng rồi. Nên ông bị thân bệnh, rồi tâm bệnh luôn. Đúng rồi. Cũng tôi chỉ muốn thử ông coi lâu ngày nãy ông có tiến bộ tới đâu. Nhưng mà ông nói như vậy thì mình đâu có hơn thua nhau chi. Bây giờ không có sân si với nhau, không có đấu đá với nhau làm gì nữa. Giờ tôi cũng chuyển qua bên chánh rồi. Ông nói như vậy thì tôi với ông là cũng như là hòa nhập với nhau rồi. Tôi đúng rồi. Bây giờ giống như là nước với sữa rồi. Hòa lẫn với nhau. Rồi bắt tay giao lưu. Rồi, ok. Ông cũng là một cái người tài giỏi lắm. Nhưng mà ông đi bên cái đường chánh. Tôi chọn bên cái đường tà. Tôi với ông là đối lập với nhau. Nhưng mà bây giờ tôi với ông hòa hợp với nhau thành nước với sữa rồi. Thì tôi muốn hiểu dòng hiểu rõ hơn cuộc đời là trước đó là thời thanh niên mình làm cái nghề gì và làm những gì, tại sao lại đi học thực học đạo mà có khả năng mà giỏi như vậy, mà không làm mình chánh đạo mà lại chọn một con đường tà đạo ma đạo như vậy để học. Tôi lúc mà chưa là thiên ma thì cũng đã nói với ông rồi, trải qua ba kiếp ba đời làm quỷ làm ma, rồi mới tiến qua mới chuyển dần lên thiên ma. Thì lúc cái kiếp đầu tiên á, tôi cũng là một cái người phàm bình thường, một cái người phàm mắt thật. Rồi. Cũng người bình thường.
nhưng mà có ý chí là muốn hơn cái người bình thường chút xíu. Chứ cái người bình thường thì quá đời bình thường hả? Từ nhỏ lớn lên rồi có vợ trai thì có vợ, gái thì có chồng, sanh con đẻ cái ra rồi cũng nối nghiệp duy trì nội giống thì nó cũng quá bình thường, thì ai cũng phải làm vậy. Tôi muốn khác họ, tôi muốn trên họ một bậc nên tôi mới đi tầm sư, tầm sư học thực, luyện binh tạ. Lúc đó tầm sư học thực ở đâu? Mới đầu tiên á, cái kiếp đầu tiên á, ba đời nữa mới thành thiên ma. Kiếp đầu tiên thì tôi học cái ông ở trong cái làng, trong cái làng xã tôi đó, là cái kiếp cách đây gần 200 năm rồi. Đồn cái xóm trên đó, có cái ông thầy bùa rất là giỏi. Rồi tôi muốn học học thật của ông, tôi phải giả là một người bệnh hoạn, giả là một người bị bệnh nặng dữ lắm, điên điên dại dại. Rồi lại ông bấm tay bấm quẻ coi. Ông coi thì ông trị cho tôi, hết. Nhưng mà tôi giả bộ chưa có hết, đặng tôi cho ông trị nữa. Ông trị hết rồi về cái 3 tháng sau cái tái phát rồi lợi trị nữa. Rồi chỉ này hết luôn không? Chưa, tôi cứ làm vậy 3 lần đó. Đặng tôi cố ý tôi gặp gỡ tiếp xúc ông, đặng tôi học nghề ông mà. Rồi cái lần thứ 3 đó, rồi tôi mới nói thiệt. Tôi nói thiệt với ông thầy là tôi có bệnh hoạn. Tôi chỉ muốn tầm sư tôi học thật thôi. Học bên tạ. Nói thiệt với thầy là con không bệnh gì hết, con cũng người bình thường. Ông ơi, lúc đó ông sao, ông có buồn không? Con cũng giả là bộ bệnh gì đó. Vậy hả? Cho thầy trị con, đặng con tiếp cận với thầy. Con thầy làm cách nào trị bệnh mà có buồn rồi kia hay. Tôi kể cho đâu nghe, tôi không có bệnh gì trên. Mà cái thời đó đó, cái ông thầy bùa đó, ông nói tôi bị tai yếm, bị tai yếm bằng đinh, lưỡi lam. Ông làm sao mà ông làm bùa thật gì ông ơi. Ông kéo ra cả chục cái lưỡi lam, cả chục cái lưỡi tôi cũng kéo ra. Rồi cái ông hay kéo ra mười mấy cái đinh. Đinh mà đinh để ta đóng xù đóng ghe hồi xưa đó. Nắm kéo ra mười mấy cái lưỡi lam, mười mấy cái đinh. Thì tôi cũng biết rồi, thì nhưng mà thật sự tôi không có bị bệnh, không có bị yếm gì thứ, nhưng mà cũng làm hay thiệt đó. Từ đó sao cái lần cuối cùng đó là ông mới lấy ra như vậy, nhưng mà tôi cũng để cho ông lấy luôn. Rồi ông lấy ra như vậy đó, ông nói mày bị kiếm nè, người ta muốn mày chết dần chết mòn chết từ từ nè. Vậy hả? Mày yếm chữa làm vô cái bao tử cái ruột mày nè, đang cho nó cắt đứt bao tử, nó cắt đứt ruột mày. Còn đinh á, nó yếm vô cái tim cho đau nhói tâm can nè, cho đau tim đau. Ông nói dạ con cảm ơn thầy, thầy đã lấy ra cho con rồi. Lấy ra xong rồi tôi nói hồi nãy ra, rồi cuối cùng là
như là ông lấy xong rồi tôi mới nói giọng thật sự thầy, cái này là thầy thầy gạt con rồi. Ừ. Chứ con đâu có bị thư bị yếm gì đâu. Ừ. Con cũng là bộ giả theo giả mù sa mưa thôi với thầy thôi, làm cho thầy làm. Để học ha. Ừ. Rồi cái ông nói mày được, mày có ý chí nè. Ừ. Rồi ông nhận tôi, ông nhận tôi, ông chỉ cho tôi mấy cái chiêu mà lấy lửa lam với lấy đinh ở trong bụng ra đó. Ừ. Chứ chỉ thêm một cái chiêu làm hột gà là sao, với chỉ thêm một cái chiêu mà lấy da trâu nữa. Lấy da trâu nữa? Da trâu. Ờ, lấy sao? Thì cũng là một cái thịt thôi. Mà cũng vậy đó ha. Thì nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện của tôi với ông thầy tôi. Ừ. Mà nói với ông, nhưng mà nói thật với ông á thì cũng là một cái bánh phé. Ừ. Thì nói đơn sơ dùng cái hột gà thôi. Ừ. Thì cái hột gà nó thư kim mới rỗng á. Ừ. Thầy cũng chỉ tôi hết 3-4 năm chiêu đó đó. Ừ. Hành nghề được rồi thì cũng như nói một đá một thôi ha. Ừ. Như cái hột gà. Ừ. Ông là cái người bệnh nhân. Ừ. Tôi nói bây giờ thầy cần chục cái hột gà để bây giờ ông mới là bị người ta thư kim mà. Ừ. Thư kim vô gan vô phổi vô tim ông á. Ừ. Nó đào nhói gì lắm không? Cái ông nói đúng rồi. Ừ. Còn bị nhức mình nhức mẩy dữ lắm. Ừ. Rồi đem lại cho tôi chục hột gà, chục hột gà so nghe. Ừ. Hột gà so nó mới linh thì chủ nhân ta đem lại chục hột gà so. Ừ. Rồi tôi mới cháo. Cháo sao? Một chục hột gà so đó đó. Ừ. Rồi tôi có con cái vợ con tôi trong bù. Tôi làm ngày trước rồi. Tôi đâm kim rồi vô rỗng sẵn hết trơn rồi. Ừ. Rồi tôi mới lấy một chục hột gà so đó đó. Tôi cháo lại. Đem. Ừ. Cái đâm kim sẵn ra đó. Ừ. Đem ra đem vô trong là kêu sắp nhỏ nó đi luộc. Ừ. Luộc cho nó chín cái hột gà ra. Thì tôi đã luộc sẵn rồi thì cái hột gà mới để một bên, đem cái mà tôi sắp sẵn rồi đem ra. Đúng rồi, có kim đúng ha. Đập ra một cái thì ta tin tưởng liền. Trời ơi, tôi giật mình. Nói gì ta không nghe không ơi. Thì thư này tôi đem cái hột gà là tôi lăn như mình lăn tay lăn đầu lăn ngực lăn vòng. Ừ. Đặt ra một cái kim không đó. Rung mình. Hay ha, anh khỏe vậy ha. Thì mỗi một cái môn thì nó cũng có bánh phá khác nhau hết. Ừ. Thì tôi nói cho ông nghe cái bánh phá hột gà không. Còn đó tôi trị lăng ban rồi nữa. Hồi đó đó. Cái thời cách đây 200 năm đó. Hồi. Ừ. Đó nó bị ban đen đó. Ừ. Cái đó không có thuốc trị đâu. Mà lại tôi trị hết. Ban đen, ban đỏ đó. Ừ. Làm sao? Thì tôi cũng xài cái hột gà. Tiếp tục hột gà nữa ha. Hột gà làm sao? Cái hột gà đó, này có xài cái trồng đỏ. Trồng đỏ à? Cái hột gà ông luộc chừng 5-6 ngày trước á. Ừ. Rồi ông đè tự trong trồng đỏ nó sẽ ra cái màu đen. Ừ. Cáo y vậy đó. Ừ. Cáo y vậy lăn lên rồi kêu bằng lăn ban đen. Ừ. Cái đập ra. Nè cô thấy không, nè ban đen nè, một gà trong cái đồng đỏ nó đen thui đó. Ừ. Tin tưởng rồi. Đó là cái thứ nhất thì tôi cũng hành nghề như vậy đó. Rồi làm nó được bao lâu rồi mới
mới làm mới gọi là đi tới đâu nữa rồi mới chết, rồi làm thế nào mà để mà ông chết rồi ông luyện được tà thuật như vậy? Thì hết một kiếp đó, một cái kiếp mà đầu tiên đó, là cái đời đầu tiên đó, thì cũng gạt ta không hỏng thôi, Đời đầu tiên đúng là không? đầu tiên đó thì cứ gạt hoài vậy, Cái gì mà làm tới rồi làm tới thì hết kiếp thôi. chết rồi xong đời thứ hai làm cái gì? Thứ hai thì cái kiếp mà cái chủng tử cái đời trước đó là có rồi Đúng rồi. thì cũng gạt ta nữa, tiếp tục. Thì đời thứ hai là không có làm thầy bùa nữa, Thì bùa nữa. không làm bùa, không có mở gỡ thư gỡ yếm nữa. Đời thứ hai thì đi làm thầy bói. Thì bối trời ơi. Dữ ha. Bối giờ làm sao có học học ai hay là tự mình làm luôn? Thầy bói thì nếu muốn thầy bói cho hay thì thầy phải dùng tới cái ngải. Thì tôi cũng nghiên cứu cũng cái chủng tử cái đời trước nó có sẵn rồi, nó gạt ta nó có sẵn rồi. Chứ này tôi không có, này tôi làm thiệt chứ tôi không có gạt. Cái này tôi nuôi một cái bụi ngải, Bộ ngại. kêu bằng cái ngải nghe đó, nuôi cực khổ lắm không ơi. Nuôi tới nuôi tới 7 7 4 9 ngày nó mới thành công, nó mới nghe mình. Mới đầu á tôi Làm sao? ươm một cái cây ngải nhỏ xíu vậy nè, nhưng mà trồng nó lên tới 7 7 4 9 ngày nó mới thành công. Nhưng mà mỗi một ngày, cái ngày đầu tiên á là cho nó ăn một cái trứng gà, còn cái trứng gà so, Cũng trứng gà nữa hả? một trứng gà so nha, gà so mới được. Gà so là cái con gà nó đẻ cái lứa đầu tiên đó, là ngày thứ hai phải tăng 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 lên tới 49 ngày là phải ăn 49 trứng. Thì một ngày cái ngải nó lớn 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 lớn, rồi nó nghe mình nói chuyện với Mình nói nó nghe được nó ha. nghe. Rồi cái đó sau khi ông luyện được xong rồi, cái ngải nó làm được cái gì? Thì ngải đó đi dành đi làm con bói đó, Ôi mối là cụ thể nó như thế nào? thì nó cũng ná ná như là thiên linh vậy đó. Nhưng mà cái này là ngải chứ không phải thiên linh khác. Tôi là coi bói đó ở dưới cái xứ sở quê hương của tôi đó là trộm vặt nhiều lắm, mất đồ mất đạc mất xuồng ghe mất 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 đủ thứ hết. Mà tôi chuyên môn đi coi là những cái bị trộm rồi đó, rồi Coi được không? coi được. Thì tôi có ngải nghe mà, trước khi ta lại ta coi đó thì tôi mới điều khiển cái thằng lính nha, cái ngải nghe này nè, nó về ngay cái hướng nhà của con này coi coi sao 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 mắt mà nó linh lắm không ơi. Hay lắm ha. Nó đi tới đó là nó biết sao luyện nó. Nhưng mà Nó làm thời gian bao lâu nữa? làm được cũng dài lắm, cũng cũng một kiếp thứ hai. Cũng như là một kiếp thứ hai là chỉ làm nghề nghe thôi. Rồi cái lý do là sao mà chết, già bệnh chết hay là bị ngải hay là bị sao? Bị cái ngải đó nó giật, Bị ngải giật nó quật về ông luôn. thì tôi làm tới Ông điều khiển được nó mà sao mà nó là nó quật ông được vậy ta? điều khiển được nó, nhưng mà mình quên nó đó, mình lợi dụng nó quá trời nhiều, rồi mình không có cho nó ăn trứng gà nữa, Đúng rồi. rồi nó gà nó quật ngược được mình. Tôi nói ông là một kiếp thứ hai của tôi luôn đó.
là tôi ngon lành lắm, lúa gì cũng được trơn. Ôi tôi có bói là tôi coi gì mất đồ mất đạc chồng hết trơn ha, chồng con ghen tương, chồng của vợ bé vợ ngọn rồi rồi vợ nó cặp với trai với thằng khác, tôi làm được hết tại vì cái bụi ngải nghe của tôi nó làm được trơn. Rồi tại sao mà nó được ích lợi trong vậy mà không cho nó ăn trứng nữa mà sao mà không làm vậy? Lúc mà cái con người ta mà nó gần lên tới thành công rồi đó, thì cái nó không có nhớ lại cái ơn của cái bụi ngải thì nó quên. Lúc đó tôi còn nhỏ 20 tuổi là tôi đã nuôi cái bụi ngải rồi. Mà cái bụi ngải đó không ai thấy được đâu ơi, tôi để trên sàn thượng cao cho nó. Tôi làm từ từ là lúc đó là tôi trở thành một cái, không phải cái thời đó mà cũng hơi khá rồi đó. Thì tôi muốn gì cũng được á, nhưng mà đàn bà gái mà tôi khiển bụi ngải nghe đó, thằng bên kia nó điều khiển được cái tâm của cái cô đó. Làm theo lời tôi hết, tôi muốn ăn ở với cô nào cũng được, làm gì cũng được hết. Rồi tôi muốn bên kia đưa tôi bao nhiêu tiền thật đưa hết, làm gì làm ăn khá giả ha, rồi làm gì đó rồi đắm chìm trong sắc dục, rồi kiểu như mình ý là mình ngon lành lắm, tham đúng không? Tham rồi nhưng mà quên, lâu quá là đắm chìm trong sắc dục thôi, quên cái bụi ngải ở trên lầu. Đúng rồi, là không có cho nó ăn, cứ lợi dụng nó không, không có cho nó ăn trứng gà. Với phải nó đang hấp thụ tinh khí trời đất ở trên, ánh nắng rồi mình quên tới nó thì nó cũng không có nói gì mình, nhưng mà cái tới gần mãn đời đó thì cũng sung sướng cuộc đời lắm. Như là vua một cái nhà rồi, ai mà tới tôi thì ý tôi thích ta khỏi chạy, mà làm thì được gì cho người ta lắm ha, làm được. Vậy thì làm gì mấy chục năm rồi lúc nãy ông nói bị ngã quật là nó quật lý do sao? Quật là tôi tới tuổi già sức yếu rồi, đó tôi 60 mấy 70 tuổi rồi, là cái kiếp thứ hai. Thì lúc đó cũng đi lên lầu cũng hết nổi rồi. Rồi cái bụi ngải đó đó, nó mới quở trách tôi. Rồi ông chủ nhân, ông lo, ông sai khiến tôi từ lúc tôi còn nhỏ mới là một bụi bây giờ. Bây giờ tôi ra một cái chậu bự rồi, nhiều con, nhiều cái gì lắm rồi. Xanh sản ra nhiều rồi, nhưng mà thời gian ông lên quy hoàng này nè, ông không có nhớ tới tôi, ông lo hưởng thụ không cho ăn uống gì nè, trách tôi. Rồi nó nói gì là cái ông tạo cho tôi một cái nghiệp vô đây, tại vì tôi với ông là nhân viên là nghiệp chướng với nhau này. Từ lúc đầu tiên ông là hai cái bàn tay trắng, ông nuôi tôi từ lúc nhỏ tới giờ, tất cả những cái nghiệp chướng của ông nó nằm ở trong cái nguyên một cái bụi này nè, bây giờ phải đến lúc ông phải trả rồi. Ông từ lúc nuôi tôi tới giờ ông không có làm chuyện gì tốt hết, ông chỉ biết lợi dụng tôi để lấy tiền thôi, lợi dụng người ta lấy tiền. Nhưng mà ông cái tội của ông nặng nhất là ông dụ dỗ đàn bà gái ta, ông muốn chiếm cái thể xác người ta, thì ông khiến cho tôi là tôi làm cho ông chiếm được hết. Nhưng mà ông không có biết ơn nghĩa, ông không có nhớ tới tôi, phải lâu lâu ông lên thăm tôi, ông cô không, ông cho tôi ăn hột gà so rồi cái này ông quên tôi luôn. Nên vì cái nghiệp của ông là tôi với ông là phải chung cái nghiệp. Người đó 60 mấy 70 tuổi đó. Mỗi một ngày là nó
Gì hả? Một con ngã nó cả về tôi, nó cả nghiệp cho tôi. Thì cứ mỗi ngày rồi tôi sẽ đau đớn, tôi trả nghiệp hiện tiền trong cái kiếp đó luôn. Đau đớn lắm, mình làm người ta sao là nó đau đớn lắm, nó trả nghiệp luôn. Mỗi buổi ngày đó nó sẽ trả tôi một ngày của một cái buổi đó, nhưng mà không biết nguyên chậu như này nhiều lắm. Tôi trả nghiệp 10 năm rồi. Lúc đó chết mấy chục tuổi, chết cái kiếp đó là 70 tuổi luôn. Hết kiếp rồi, bây giờ tôi muốn biết cái kiếp cuối cùng giá trị lắm này, cuối cùng là làm thế nào mà là bắt đầu là trở thành thiên ma và có những cái tạ thực dỗi như vậy. Kiếp cuối cùng thì tôi cũng nhớ nhớ cái chủng tử kiếp đầu mình là ông thầy bùa lũ ba, kiếp sau mình là ông thầy bùa ngải rồi cũng trả nghiệp rồi, cũng vô trong cái dòng sanh tử rồi. Nhưng mà cái chí hướng của tôi là muốn trên cái người đời bậc, nên lúc này là không có luyện bùa lũ ban nữa, không có luyện ngải nữa. Nhưng mà tôi cũng đã trải qua cái sanh tử luân hồi rồi, cũng trả nghiệp rồi, cũng xuống địa ngục rồi, cũng hết rồi, nhưng mà không có dừng lại, nuôi cái chủng tử tiếp. Nuôi chủng tử là nuôi sao? Gần chút xíu nghe coi. Chủng tử là cái gốc. Như bằng cái chủng tử là có nghĩa là từ cái thở mà ba sơ ông tạo ra mỗi con người á, nó có cái chủng tử, là cũng như là cái linh hồn đó, một cái kiếp này. Cái chủng tử này nó mang theo tới cái kiếp khác cũng còn cái chủng tử đó. Như vậy đó, là ông hiểu chưa? Là cái chủng tử kiếp thứ ba tôi đó, là tôi muốn trên cái người xíu nữa, trên thầy pháp xíu nữa, trên cái thầy ngải xíu nữa. Rồi lúc đó sanh ra là con người như thế nào? Lúc đó bắt đầu học tà thực là khoảng bao nhiêu tuổi? Và cái thời gian nó bao lâu? Thì cái kiếp kiếp thứ ba cũng sanh ra là cái người bình thường. Cũng nhỏ lớn lên đi, có cha có mẹ đi học hành đồ đàng hoàng, cũng biết chữ biết nghĩa. Nó cứ kể tôi nghe đi. Cũng biết chữ biết nghĩa, cũng nhưng mà cái chủng tử thì nó muốn trên cái người chút xíu. Trên người chút xíu, vậy là ông có khả năng rồi đó ha. Chuyện này là cái kiếp này là tôi không có ở dưới ở trần gian này nữa, thì lên trên cầu một chi á. Cái gì không ở trần gian, lên Campuchia cũng ở trần gian mà. Lên Campuchia. Lên cái núi Tà Lơn, nghe nói cái núi Tà Lơn nó linh thiêng dữ lắm. Rất là nhiều cao nhân học luyện tà thực ở đỉnh phải không? Để anh muốn học phải không? Đi lên đó. Làm sao? Đi lên đó tìm cao nhân để học. Tặng làm thiên ma mà. Ý định là muốn làm gì luôn ha? Rồi để gặp cao nhân, cao nhân gặp cao nhân không? Bao lâu mới gặp được cao nhân? Nên nó cũng lâu lắm. Lúc đó tôi đi là 30 tuổi rồi. Như công chuyện mà cái kiếp mình sinh ra đó, chuyện gia đình cũng tạm ổn hết rồi. Anh em cũng có chồng có vợ hết rồi. Chỉ của mình tôi là chưa có vợ con thì thôi, nhưng mà cha mẹ thì cũng ổn định rồi, cũng có chỗ ăn chỗ ở rồi, im xuôi rồi tôi mới bỏ tôi đi, giống như là tôi đi tu vậy đó. Nhưng mà nay là tôi đi học thực đi luyện tà thiên ma. Thì lên cái đó kiếm hoài vậy đó, kiếm 10 năm đó. 10 năm mới tìm được thầy học. Trời ơi, cái đồng xiên cần cù dữ vậy, có ý chí dữ ha. Có ý chí mà muốn làm thiên ma mà. Là ma kêu bằng ma trên trời á. Thiên ma đó, ma trời đó. Rồi lúc đó là ông 10 năm là gặp một vị sư thầy nào ở đó hay là gặp ai? Hay là tìm được cái gì để cho mình học?
Ông làm thiên ma tôi nghĩ chắc gặp ông thầy nào học được lần một. Lần thứ hai chắc không học đúng không? Đi quên đi chỗ khác học luôn. Cái kiểu là như vậy, cho nên là theo tôi suy đoán thử nha, ông cho tôi nói có phải đúng không? Thứ nhất là ông đi tìm gặp một đạo sĩ nào đó ông học. Nhưng mà kiểu là đạo sĩ là giống như đạo sĩ là cũng người phàm phu bình thường thôi. Đúng không? Đâu phải bậc thánh nhân cái gì. Thì ông tìm được ông đó rồi ông tu. Ông luyện trong hoặc là được pháp thực gì đó, nhưng ông chưa đủ cái mức độ của ông, chưa đủ cái cách đòi hỏi của ông muốn cao hơn nữa, thì chắc có lẽ là tự đi tu tập hay là như thế nào, tôi đoán vậy thôi. Ông nói đi. Không, tôi lên tôi tìm 10 năm không gặp. Không gặp luôn. Không gặp ông thầy nào hết hả? Là tự học luôn á cho. Cũng phải có thầy chứ. Có gặp ông nào? Thì 10 năm mà không gặp. Tới 11, 12 năm. Ừ. Là mới gặp hả? Tôi ngồi quầy. Tôi không nghĩ đi kiếm đâu, đi kiếm muốn giáp cái núi Tà Lơn rồi mà không có thấy ai. Ừ. Tôi ngồi vào một cái đêm đó. Ở trên trời. Ừ. Xẹt xuống một cái lồng sáng. Rồi. Xẹt xuống lồng sáng luôn. Xẹt xuống một cái lồng sáng là cái có một cái ông ma. Mà ma ở trên trời. Ừ. Ông nói ê. Mày ở đây mày đi vòng cái núi này mười mấy năm nay mày làm gì đây? Ừ. Nói dạ con đang đi tầm sư, con học con tính luyện, con tính lên trời. Ừ. Thế ông nói tao ở trên trời xuống nè, nhưng mà tao ở trên này tao cũng muốn xuống dưới đây. Ừ. Tao bị lầm lỗi ở trên đây, bị sai phạm ở trên đây. Ông này ông nói, ông kể lại là cái ông ma trời này. Ông kể lại là ông đệ tử của ông Thái Ác Chân Nhân. Ghê à? Ờ. Nhưng mà nói sao? Ở trên đó buồn. Buồn. Rồi ông cứ vòng gặp mấy tiên nữ, rồi gặp Thác Chân Nhân, rồi gặp mấy bạn của Thác Chân Nhân. Nói chung là gặp mấy thần thánh trên đó. Ừ. Gặp mấy ông thần thánh trên thôi, đúng không? Ừ. Làm tiên rồi nó buồn. Ừ. Ông mới dán cần xuống. Ừ. Rồi ông biết tôi ở đó mười mấy năm. Hay ha. Coi như đó là ta biết ông được cái gì hết trơn mà. Ờ. Làm sao? Ông nói mày muốn lên đây không? Nói, dạ con muốn chứ. Sao không muốn? Hay sao? Ông nói mày muốn lên thì mày phải tu luyện mới được mày ơi. Ừ. Nói dạ con cũng đang kiếm đường tu luyện này. Ông nói tao thấy mày cũng có cái lòng nhẫn nại đó. Ừ. Mấy năm nay mà mày cứ lòng vòng cái núi này hoài ha. Ừ. Thôi tao cho mày một cái phép. Cho luôn. Là ông là đệ tử của cái ông Thác Chân Nhân. Ừ. Ông cho tôi một cái phép nhỏ thôi, pháp sư. Ừ. Tại vì cái phép ở trên trời với cái phép của người trần gian tà thực khác, cái trần gian khác. Ừ. Phép đó người ta chỉ một phép thôi, không đủ học. Cái kiểu như là ông này, ông đệ tử. Ừ. Không biết cũng lên hồi cái đời nào, nhưng mà cũng buồn. Cũng lên đó cõi tiên hoài luôn, cũng nhàm chán, nhìn xuống cái cõi trần gian này xong rồi nó nhiều đau khổ quá. Ổng muốn xuống, nhưng mà ổng muốn xuống được tại vì ổng là cái người ở trên rồi. Ừ. Ổng muốn xuống, ổng thấy tôi có cái lòng nhẫn nại nè. Ừ. Cho một cái phép nhỏ vậy nè, giống như cái hạt cải vậy đó. Ừ. Nói nè, ban cho mày cái phép nè, để tu luyện nha. Dùng cái phép này mày tu luyện cho nó chín chắn rồi sau này mày thành công rồi á, tao rước mày lên đây. Ừ. Làm đệ tử tao. Ừ. Rồi sao
Ông cho tôi cái phép nhỏ xíu liền. Học được nè. Học. Dạ, vô luyện gì cũng được được ha. À, tại sao cho phép thần tiên gì không chịu luyện bên chánh đạo của các vị thần tiên đi mà luyện bên tà thực tà ma đạo chị? Rồi lúc đó đó ông cho tôi cái phép là tôi luyện. Tôi luyện 49 ngày. 49 ngày nữa. Là được, được thành công hả? 49 ngày là thành công. Lúc đó là luyện coi như là đã thành công rồi, muốn luyện môn phái nào, muốn luyện được cái võ tà đạo là cũng được hết. Đúng. Đây tôi có cái kêu bằng cấp phép trời. Nhưng mà đệ tử của Thác Chân Nhân. Vậy là ông giữa giống như cái thực, những cái pháp thực của ông, những gì ông học giữa tà, tà ma kết hợp. Ủa, tà giữa như ông là một cái nằm ở giữa, ông như là giống như là kết hợp giữa cái thiện và cái ác mà trộn lẫn nhau để mà tu tập vừa thiện vừa có thiện mà vừa có ác. Ông thầy tôi á, ông nói mày phải làm cho đàng hoàng. Sau này thành công á, rước mày lên làm đệ tử. Thì cuối cùng sau này tôi không có đi đúng đường. Tôi luyện được rồi. Tôi chuyển qua bên tính lập cái môn phái riêng. Tôi lập thiên ma dưới đây. Mặc gì lên chảnh, chảnh đông quá, mấy ông lớn chảnh không. Thờ, chú ánh không lợi mấy ông nữa. Thái Ác Chân Nhân nè, Thái Thượng Lão Quân nè, Hồng Quân Lão Tổ nè. Nhiều lắm. Các vị thánh, các vị tiên chảnh nữa nhiều có, lắm. Có Hồng Tổ Lô Ban chảnh à. Hồng Tổ hồi ngàn xưa đó. Tổ Lô Ban là làm Hồng Quân Lão Tổ. Rồi cái ông mà cái đầu tóc dài dài đó, là một cái đệ tử nhỏ xíu xíu như hạt cải thôi. Của ông Thái Ác Chân Nhân thôi. Nhưng mà con thuộc về cháu của ông. Thể là đệ tử của đệ tử ông. Luyện vậy đó, luyện thành công rồi, 49 ngàn thành công rồi, tắc quái cái núi Tà Lợn ha. Núi Tà Lợn. Rồi làm lúc đó là nhận đệ tử, có 5 người đệ tử rồi, tại sao mà nhận hết 5 người luôn? Cơ ông ý muốn của ông là muốn nhận đệ tử ra, nhận đệ tử thêm. Mà trong khi đó ông là cũng như bá chủ rồi, ông nhận đệ tử thêm để làm cái gì? Đệ tử thêm á, kể cho nghe, là lúc mà tôi chết rồi cũng như thế. Chứ lúc sống chỉ có một mình tôi à. Tôi cũng lúc đó thành công rồi, hạ sơn. Hơn là đi lúc đó đâu có ai biết cái thành công đâu. Đâu ai biết đâu. Có ai nhìn ra. Không ai nhìn ra. Tôi chỉ biết tôi thôi. Tôi mới đi tìm mấy thầy bù lỗ ban nè. Đấu. Đấu ông nào chắc cũng thua mấy, hết. Mấy cha lẻ chứ là người phàm thôi. Làm thu tử thôi. Đấu đậu lại tôi. Tôi có cái phép trời mà cuối cùng tôi đi khắp vùng luôn. Từ Nam ra Bắc. Cách đây 120 năm rồi. Cách đây 120 năm rồi. Ông có một người đệ tử mà người đệ tử đó là chú của ông luôn á, đúng không? Đúng. Chú trong cái đời kiếp thì đời thứ ba của ông nè. Đúng. Dạ, người đệ tử đó xếp hạng thứ hai, đúng không? Thì ông có 2 người đệ tử nữ, 3 người đệ tử nam, đúng không? Thì qua những cái lời kể của các vị đệ tử, ông tu thả đi hết rồi, tu thả trong cái bình hồ lô ra hết rồi, cho họ về chùa tu tập, tu lành tu liền, qua bên chánh đạo hết rồi. Thì nghe câu chuyện của ông á, thì tôi muốn hỏi thêm là gì? Khi mà đấu như các thầy bùa cũng như bùa lân ban, cũng như là tất cả những ai ông cũng khiêu chiến, ông thắng hết rồi, không ai mà ông không đánh bại hết. Rồi bắt đầu ông mới thành lập ra một cái
giống như cái nhóm để cho nó lớn mạnh lên đúng không? Thì cái lý do tại sao mà muốn lập nhóm ra cho lớn mạnh để làm gì? Trong khi đó ông đã giỏi rồi, một mình ông thôi, ông đủ chống chọi tất cả những cái thiên ma hay là những cái quỷ dữ hay là những cái thầy bùa, thầy pháp nào cũng bắt ông, coi như là không ai làm được gì ông được. Và ông thành lập ra chi cái nhóm đó, nhận đệ tử để làm gì? Ông tính cho cái cõi này trở thành ma không hay sao? Con nó người cao, núi này cao có núi kia cao hơn. Tôi bị chết rồi. Tôi mới nhận đệ tử. Chết rồi đâu vòng vòng ở cái đồng bằng sông Cửu Long này. Có cha nào mà không ai đóng lời tôi, tôi mới háo thắng, tôi mới lên trên Campuchia chẳng hạn. Nghe nói có cha thầy bùa thầy pháp nào trên đó giỏi lắm. Chứ này đi lên chảnh, đi lên chảnh là tôi đi vô đế thiên đế thách đó. Rồi chắc ông không biết đâu, trên Campuchia có chùa vàng chùa bạc đế thiên đế thách. Rồi tôi đi qua bên cái bùa, qua vòng tôi qua biển hồ, nghe người ta nói ở đây có cái ông thầy giỏi lắm. Mà cái bùa này là cái bùa này cứ bằng bùa chàm. Tôi bây giờ lúc đó là tôi có thể biến mất được đó học sinh. Nhưng mà không làm vậy, mình làm giống như cái người bình thường thôi, đừng cho ai biết. Rồi tôi xuống cái vỏ lãi, để nhớ lại, xuống cái vỏ lãi đi ra một cái xóm, có một cái xóm chàm nằm giữa cái biển hồ. Ở trên Campuchia. Lại đó, cái này là không phải là cái ông thầy, mà gặp chống lại, gặp cái bà thầy. Làm sao? Cái bà thầy bùa chàm. Thì lại thách đấu. Thì tôi cũng khai tôi cũng là một cái vị thầy ở núi Tà Lơn, xuất sư xuống đây. Nghe nói là bùa chàm mà nổi tiếng lắm. Tới là tới bà ở dưới một cái chiếc phà. Chung quanh bà toàn là bùa ngải. Mới bước lên thì không biết là bước lên bà vẽ bà treo bùa lên. Bước lên bắt ấn, bắt ấn nghiệm được mấy cái. Bà mới nói chào ngài. Biết ông luôn hả? Biết. Nó nói chào ngài, hôm nay sao ngài lặn lội tới đây chị? Chỗ này chỗ của tôi mà, ngài tới này làm gì đấy? Trời, bà cũng sợ ha. Tôi nói sợ là tôi nghe bà nổi tiếng cái khu vực biển hồ này dữ lắm. Tính tôi thử và thách đấu với bà, tài giỏi tới cỡ nào mà nguyên cái biển hồ là phải tôn thờ lại chứ. Bà nói được, nhưng mà bà này là cái người già. Nhưng mà bà sinh sống mà bà nói tiếng Campuchia. Cái gốc bà là cái gốc già, bà có chồng có con. Người bà tạo cái bà mời trà uống thêm rồi sự nói chuyện. Nhưng mà cái bà này bùa chàm này thuộc về bên thủy à. Bà ở biển hồ, bà khuyên tôi, bà nói là thôi ngày đi về đi. Uống ly nước trà này đi về đi. Chứ sơn với thủy nó không có hợp với nhau đâu. Ông ngày ngày quánh là ngày thua tôi đó. Tại là
tôi là một cõi ở đây, ông có định chạm tới ngày. Bây giờ ngày đi về núi Tà Lơn ngày đi. Tôi đâu có chịu. Tôi đâu có chịu về. Bà nói vậy đó, bà biết bà này thuộc gì. Tao bóng tay biết mà. Chúa của bình bình chạm. Bà thuộc gì phù thủy bình ở dưới nước ghê lắm. Bà nãy tử gì của bà thủy tệ hay sao? Rồi cuối cùng có đấu với bà không? Muốn nào ông nói sao? Ông không chịu đi rồi làm sao? Tôi lặn lội đường xá xa xôi tới đó mà dễ gì tôi không đấu. Bà mẹ bà này bà chưa ra tay nè. Bà nói bây giờ ngày uống cái trà xong chưa? Mọi ngày xuống xuống thật ráng ngày ngày đi về núi đi. Đuổi hoài luôn. Tôi nói thôi, tôi đã tới đây rồi thì tôi phải thử với à dạ chiều với bà được. Bà kêu bà sai, bà nói thôi ông, tôi không thử không, tôi sai bình lính ra thử. Có lính có đệ tử luôn. Bà là ở cái vùng biển nên bà xài cái ở bên thủy không. Bà điều khiển gì bình tôm tướng cá gì của bà lên cho mười mấy thằng. Mười mấy thằng ngồi mười mấy ngồi đó. Tôi mới đấu từ người mạnh lắm luôn. Cũng thua với ông thôi mà. Thắng không? Tôi thắng chứ làm tiên ma chứ thua nữa làm tiên ma. Tôi thắng hết trơn người tử bả đó. Nhưng mà ăn thua là cái lòng. Cái lòng mình hiếu chiến quá nên nó bị dướng lại. Dướng lại thì dướng sao? Chuyện này giờ là lòng trời lở đất quá. Bà rồi sức chiêu chơi với ông luôn. Bà nói nãy giờ là ông thử với đệ tử tôi thôi, bây giờ ông thử cái món mà bùa chạp của tôi cái đi. Bà ra bà quánh tôi 7 chiêu. Thật rồi, 7 chiêu đó có trúng được chiêu nào không? Từ cái chiêu thứ 5 đó tôi đỡ được. Chứ sáu là bị trọng thương. Rồi bà này bà có hậu lắm. Bà quánh chiêu thứ 7 luôn. Nhưng mà bà chưa có đường tôi về đó nè. Tôi quánh ông chiêu thứ 7 đó. Ông rút khỏi cái vùng biển của tôi đi, về núi đi. Rồi tự sinh tự diệt trên núi đi. Rồi quánh với bà 7 chiêu rồi. Là quánh tới chiều tối luôn. Chứ mà 7 chiêu của bà dữ dằn lắm, tôi cũng phải dùng hết cái bùa mà ở trên trời cho tôi chút xíu đó. Quánh không có mất mạng. Nhà thua bà ông hai lần quà. Thua không có thua, bà cũng chừa mạng cho mình đi về núi. Mà, kiểu như thua là thua cái tâm á. Tâm mình hiếu chiến quá, mình tới chỗ của bà. Rồi tới chiều tối luôn, xuống vô lại đi về. Đi vô bờ. Rồi mấy ngày sau đi từ từ đi về. Còn bánh kiểu như mình thua bà rồi, nhưng cũng còn cái mạng. Đi về. Mà cái bùa chạm nó độc hại lắm luôn. Nó xâm nhập vô cơ thể tôi được. Rồi nó nổi giáp mình mấy trang. Nó nổi vậy đó. Tôi không có trị được, tôi không có tự trị được. Rồi nó xâm nhập vô cơ thể tôi đó. Rồi nó
nó ký sinh trong cái cơ thể tôi luôn, nhưng mà nó không có, nó phát triển từ dần dần dần. Giờ ông làm sao không trị được? Không trị được. Cái cái linh hồn, cái tâm của tôi thì vẫn còn là niệm thiên ma. Nhưng mà cái thể xác nó bị cái bùa chàm đó nó chiếm rồi, nó trổ chàm ra. Trổ chàm ra, kêu bằng trổ chàm đó. Từ từ cái thân xác là giờ mất luôn. Từ từ nó mất, nó chết cái thân xác luôn. Rồi tôi chết ở trên núi Tà Lân á. Tôi cũng cái cơ thể nó chịu hết nổi rồi, nó trổ chàm ra đó. Cái trổ chàm đó là nó cái cơ thể tôi lúc đó là toàn là bùa chàm không à. Tại cái bùa của bà đã ghê lắm. Ngành lắm. Rồi ông về đó rồi ông thành coi như ông thành quỷ luôn rồi, thân xác ông cũng nói tới đi. Thì tôi cái thân xác thì nó chết rồi, là hết cái kiếp thứ ba rồi đó. Rồi còn cái linh hồn. Còn linh hồn thì rồi dắt dơ ở dưỡng ở đây luôn. Dắt dơ dưỡng ở trên cái núi Tà Lên đó. Tiếp tục học những cái thực ẩn của mình vẫn còn nhớ đó là ma quỷ làm thiên ma luôn. Thì còn cái linh hồn. Rồi sau mới gặp mấy cái đệ tử nè, cái chú đó. Mấy đệ tử sau này nè, mấy đệ tử nữ rồi nữa đó, thì gom tính ra là linh hồn rồi, là quỷ là thiên ma rồi. Nhưng mà thiên ma là cũng đã chết thể xác rồi, chỉ còn là cái trục tử thôi. Đó, rồi đi xuống rồi mới gặp ông đó. Trời hay quá. Thì tôi chết vậy tính ra ông cũng giỏi thiệt á. Lúc còn sống làm như vậy đấu với bà đùa chè như vậy luôn, mà ông chết rồi mà vẫn còn linh hồn, mà vẫn có cái thần lực để mà tu tiếp tục tu lần, mà nhận thêm đệ tử nữa. Thì mục đích của ông nhận đệ tử ra làm gì nãy tôi có hỏi rồi đó. Có hỏi rồi. Thì tôi cũng mở rộng cái bên cái giới thiên ma tôi ra. Rồi vậy thôi ha. Lúc đó thì có chỉ đấu những người như vậy thôi, có hại người trần người bình thường ai chưa? Ôi chưa, không có hại được. Chưa có hại tao phải không? Ý của tôi á là muốn cho nó tồn tại bên thiên ma chứ mà với cái cõi trần này. Trần tôi đi theo phụ tôi về cả. Tại ông đã hứa mà. Hứa là thành công đi thì lên đây nhận làm đệ tử. Là đệ tử của ông Thái Thượng Lũ Quân đó. Rồi cuối cùng chưa thành công rồi ổng không nhận ông luôn. Tới giờ ổng không hỏi tới, ổng đi tìm kiếm ông luôn. Không, ở đó là ta ở trên rồi. Ta chỉ bàn tặng cho mình một xíu cái thịt nhỏ vậy thôi. Mà mình đủ cái bản lãnh mình lên đó thì ta nhận. Chứ ta đâu có đi tìm mình. Người lớn mà đâu có đi tìm như mấy người nhỏ. Vậy tôi hỏi thêm nè. Thì thế như ông chết rồi đó, ông nói là bị bùa chà đó, bị trổ người là chết rồi, còn cái thể xác không, còn có linh hồn không? Thì theo như một người thiên ma mà luyện tà thực giỏi nhau, thì có bao giờ ông đầu trâu mặt ngựa hát bạch vô thường đi kiếm không? Đệ tử của ông là không bao giờ kiếm được đó. Ông này không biết chắc ai mấy ông không dám đi kiếm ông luôn á. Tôi là cái linh hồn. Nhưng mà cái linh hồn của tôi nó cao hơn những cái linh hồn khác. Tại tôi còn mạnh cái, hơn nữa. Tôi còn cái gốc ở trên trời. Tôi mới là thiên ma. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi. Nhưng mà tôi từ lúc mà ông cho tôi vô hồ lô 6 tháng nay đó. Tôi cũng ăn rồi, hiểu rồi. Bây giờ mình phải chuyển qua bên chánh mới đúng. Đúng rồi. Bây giờ làm gì? Nếu mà chắc tôi không hỏi ông nữa thôi. Ông là thiên ma rồi, mấy ông thách mạch cho thường chắc khỏi đi kiếm ông, mà không dám đi kiếm ông đâu. Ông thuộc gì là giữa trời, giữa tiên, giữa ma rồi. Thì như vậy thì trước sau thì tôi cũng đã được nghe được câu chuyện ông rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi thôi về chánh đạo rồi. Sẵn đây cơ hội pháp sư tôi sẽ giúp cho cái thân hồn quỷ thiên ma của ông ổn định một cái nơi để mà tu tập, để sớm đầu thai chuyển kiếp thành người. Thì ông về tâm bổn thiện rồi, ông không sanh tâm dữ nữa,
coi như là ông đã tu luyện những cái thực đó nè, tôi vẫn để yên những cái thực của ông đó, những cái thực ẩn, những gì mà ông tu có được tôi không lấy, tôi không bỏ, tôi để trong đó cho ông. Tâm ông bây giờ chuyển hướng thiện rồi, tôi sẽ để đó cho ông tiếp tục về ngôi chùa là ông tu lành tu hiền. Về đó thì ông có thể là dạy lợi, hoặc là cái tâm thiện, ông đem cái tâm thiện từ bi của ông á giáo hóa những cái dòng, những cái dòng khác ở trong cái ngôi chùa đó giúp tôi. Giống như ông là một người rất là giỏi thì tôi chỉ nhờ ông như vậy thôi. Đó thứ nhất. Thứ hai nữa là tôi sẽ đưa ông về đó đi. Bây giờ thì đưa ông về đó. Với lại chắc cái trọng lâu rồi, chắc cũng đói ha. Thôi bây giờ ông tạm lưu đi ngoài ha, anh kêu bằng anh Thiên Ma đi. Hả anh Thiên Ma ha, tạm lưu ngoài, tôi sẽ làm bằng nghi thức. Nghi thức này có bánh trái cơm để anh dùng được ấm no, mà cũng là cái nghi thức giúp anh về người đó chùa đó tu. Về đó anh đã hiểu đạo nhiều quá rồi thì tôi không cần phải giảng đạo hoặc nói gì thêm cho anh đâu. Thôi anh về đó tu cho tốt đi, bây giờ tôi sẽ giúp cho anh phần cúng. Anh tạm lui ra ngoài chút xíu nữa tôi cúng rồi tôi gọi tên anh vào dùng. Xong anh dùng xong rồi tôi khi nào tôi ra tôi sẽ giúp anh về ngôi chùa ha. Rồi rồi, vậy anh đi ha. Tôi đồng ý, cảm ơn. Rồi ông ra ngoài đồng bà bác ơi. Dạ, Lâm sẽ không nói dùng nhiều nữa, mặc thời gian bà bác quá. Lâm sẽ bày nghi thức để cúng cho cái dòng thiên ma ra dùng, xong rồi mình giúp về chùa tu nha bà bác ha. Như vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ cúng cho ông thiên ma này, chỗ ông ra dùng rồi lát mình giúp ông về chùa nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Thích Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô các hương linh hộ thần thổ địa, các chư vị thần nơi đây, đặc biệt là cái dòng của Thiên Ma Ba Thời, hãy dùng bánh trái để giúp ông về chùa tu lành tu hiền, sớm độ thể chuyển kiếp thành người, một người chính đạo là một người tốt nha. Tôi Thiên Ma xin chào, cảm ơn ngài Pháp Sư đã có lòng tốt cúng cho tôi.
qua ba đời người, ba kiếp mới hành được mới hành thiên ma, mà cũng thua pháp sư. Nhưng mà thua là thua về cái phép thuật thôi, nhưng mà cái ý chí của tôi, cái chủng tử của tôi chưa thua. Tôi sẽ nghe lại ông dùng xong bữa cơm này ấm no rồi ha, tôi gửi tôi đi gửi tôi đi về chùa hay gì đó ha. Như lúc nãy ông đã nói là kêu tôi hướng dẫn cho mấy cái linh hồn kia, mấy linh hồn nào đó không biết ở trong chùa gửi gì đó cho họ tu tập được. Tôi nhận lại không? Nhưng mà tôi không có quên cái nuôi cái chủng tử của tôi. Tôi về sẽ tu tiếp. Và tôi chuyển qua bên chánh rồi. Tu tiếp để tôi về trời gặp sư phụ tôi. Công sư phụ tôi ông cho tôi một cái phép nên cái kiếp cuối cùng này mới thành là thiên ma, là thiên ma là con ma trời quỷ. Thoát được cái kiếp ma này tôi về trời sống.
mới đây thời gian phải là ma trước kiếp người hơn 100 năm, bây giờ mình đã tồn tại trên cái cõi đời này 300 năm nay. Thôi bây giờ quyết định không ở cái cõi trần gian nữa, về trời ở cho nó yên ổn. Đây ngon không, mấy tháng nay không có được hưởng cái này phải không? Ngon. Hồi còn sống mà có dùng mấy cái này thường không, hay là ăn thịt cá? Tôi còn sống hả? Ừ. Sống. Ủa lâu có dùng ba này không, lúc còn tôi chưa bắt ông gà nó đi thử lính rồi nó đem nó dân ra dùng vậy ha, để nuôi cái linh hồn. Tôi đâu có tự kiếm, tôi sai nó đi. Ừ. Tôi chỉ hưởng để duy trì mở rộng cái bên thiên ma ra. Nhưng mà cuối cùng thì ba kiếp gộp lại thua, còn sống thì thua cái ùa chào, cái được chỗ chào. Chết là thua tôi hả? Chết là thua cái pháp sư. Nhưng mà tôi thua ông á. Tôi thua ông là cái... Tại ông là cái người phạm. Tôi là cái linh hồn. Ma. Mà cũng... Nói thì nói vậy thôi chứ chính xác là tôi chưa thua ông nữa. Tại vì tôi dùng cái đầu của tôi, mình dùng cái trí tuệ, cái lòng từ bi để giúp ông. Tôi mà không xuất ra ba ông thân thì dễ dàng mà thua phục được ông. Mà nhờ như vậy thì giờ ông biết lắng nghe, ông mà cải tạo, ông quy chánh thì tôi cũng mừng. Chứ ông trở thành thiên ma thì cũng có ích lợi gì đâu. Trở thành con người làm tốt hơn ơi, nữa ông thành người đi. Ông tu luyện bên chính đạo đi, có ích cho loài người, có ích cho quỷ luôn. Thấy tôi không? Tu luyện có ích cho quỷ, giáo hóa 5 đệ tử con, với ông nữa là 6 người. Đó. Rồi mình giáo hóa nhiều cái vong linh khác nữa chứ không phải là một mình ông đâu. Đúng không? Mấy đệ tử hay là mấy vong linh thì cũng không nói đâu. Tại họ có cái ý chí riêng, họ có cái đường đi riêng của họ. Tôi có cái đường đi riêng. Tôi sẽ nghe lời ông như lúc nãy ông nói đó. Nói ông nhờ tôi về chỉ cho mấy cái vong linh vong hồn gì ở trong cái ngôi chùa gì của ông đó. Tôi hứa tôi sẽ chỉ, tôi biết được nào tôi chỉ cho họ cái đó để họ tu hành. Còn riêng tôi á, tôi mua nhà ông. Nghe gì? Ông gửi tôi về, cũng gửi tôi về đó đi. Rồi tôi sẽ nói theo cái chủng tử tôi là quyết định là cái kiếp thứ tư tôi phải về trời tôi ở tặng cái bàn tụ với thầy tôi cả đó. Nhưng mà muốn về đó thì ông cố gắng ông tu tập cho tốt. Nếu ông có khả năng tu được thì ông cải tạo quy chánh, ông có người thông minh, ông sẽ hiểu được Phật pháp như thế nào, hiểu được cái chính đạo như thế nào. Rồi ông tu tốt là chắc chắn ông nó sẽ tự động xuống rước ông đi luôn. Đó. Như vậy với ông Tiên Ma ha. Bây giờ thì còn gì nói nữa, không còn nữa, tôi đưa ông đi luôn. Để thời gian nó cũng khá dài rồi, tôi cũng không muốn ông ở đây nữa. Giờ này cũng trưa lắm rồi. Tôi cũng đâu có còn gì nói, có gì tôi cũng nói hết rồi. Rồi. Tôi cảm ơn ông đã thu phục tôi, thả tôi ra. Bây giờ gửi tôi về cái ngôi chùa nữa, tôi sẽ nói tiếp cái chủng tử tôi. Tôi về tôi gặp thầy tôi. Vậy chúc ông mau được gặp ông thầy ông, nếu mau tu được chánh quả về trên đó nha.
giờ ông mà niệm tôi 6 chữ Nam Mô Phật rồi tôi đem đi nha. Rồi, cảm ơn ngài pháp sư nha. Rồi hẹn ngày có duyên thì gặp lại nha ha. Rồi, Nam Mô đi. Rồi ông bà bác ơi, qua câu chuyện của ông Thiên Ma này cho nên là cái tập video này nó khá là dài. Có nghĩa là ông Thiên Ma này 3 cõi lần. Thì Lâm Hằng đã giúp ông về chùa tu lành tu hiền rồi. Cảm ơn ông bà bác đã theo dõi video nha. Thì còn một người đệ tử của ông nữa là người nữ, Lâm sẽ cố gắng thả ra giúp họ về chùa. Rất mong gặp những cái quỷ dữ như này thì biết cây tà quỷ chánh và hiểu được Phật pháp. Rất là tốt, Lâm rất là mừng nha, khỏi cần phải. Đầu tiên thì quỷ càng mạnh chừng nào thì mình dễ thu phục dân đó nha bà bác ha. Vì sợ những quỷ mà mới học thực chút chút nó yếu á, mà nó lì nó cãi thì mình cũng rất là khó khăn. Mà ông Thiên Ma này ông mạnh lắm, mình phải dùng 4 cái thân để mình lừa đảo ổng mình mới thu phục được ổng. Và nhờ như vậy mình lừa đảo nhưng mà mình có ích nha bà bác ha. Mình lừa đảo người khác nhưng mà nhiều khi cái lừa đảo nó lại có ích, có ích cho xã hội, có ích người đó, thì cũng nên làm chút xíu về cái lừa đảo chút xíu nha mà bác ha. Có nghĩa là không phải mình gạt người ta nhưng mà mình dùng cái thần thông, cái mưu trí của mình á. Ví dụ những cái dòng mà ác như Thiên Ma nè, ông tự luyện tà đạo thật, ông lì, không nghe, thì mình dùng những cái mưu trí, cái thông minh, cái trí tuệ của mình đạo Phật á, thì mình dùng để mình phù hộ ổng. Còn nếu như mà nói về lừa đảo thì Lâm mà chưa bao giờ gạt lừa ai nha mà bác. Đây là những cái sự thật chầm chầm. Ông gọi bác nào mà thích xem thì hiểu về thế giới tâm linh thì xem ủng hộ Lâm, còn nếu mà không hiểu thì thôi khó bỏ qua, lướt qua đừng xem nha, được chứ, nói chửi Lâm, tội nghiệp Lâm nhưng mà bác ha. Rồi cảm ơn bà bác rất là nhiều, hẹn bà bác những video tập tiếp theo. Chào tạm biệt bác ha.